Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Toyota Place Garden Grove, 1-800-357-6738. Ajob Staff, nơi uy tín tìm việc làm, tìm việc nhanh, 562-691-4266. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng. Và một lần nữa chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Trương Văn Như đã đến với chương trình của chúng tôi sáng nay. Chúc bác sĩ và có một cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Chắc bác sĩ phải đi nhảy đáp bộ tôi ngày thứ bảy, ngày chủ nhật này. Và cái thứ hôm nay thì như chúng tôi đã loan tin với quý vị, vào chiều nay thì Đô Sài Gòn TV chúng tôi sẽ có một cái chương trình đặc biệt về Đại hội Thánh Mẫu tại Missouri. Lễ đại trào sẽ diễn ra vào lúc mấy giờ thưa nhị viện? 5:30 chiều ngày hôm nay thưa quý vị, là thánh lễ đại trào tôn kính các thánh tử đạo Việt Nam, và vào lúc 7:00 tức là giờ của California sẽ có chương trình văn nghệ và do Asia tổ chức. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một vài tiết mục vào chiều nay quý vị theo dõi trên màn ảnh truyền hình của Little Sài Gòn TV chúng tôi. Quý vị có thể hướng về Missouri, nơi Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 40 đang diễn ra. Và trở lại chương trình y tế hàng tuần của chúng tôi thì Như Hiền còn thắc mắc gì về vấn đề cạo gió với bác sĩ Như không? Thưa bác sĩ, vấn đề cạo gió là ở nhà ví dụ hay dùng cái đồng tiền, thì cái đồng tiền, cứ thấy đồng tiền đó là cầm lên cạo gió, thì cái vấn đề vệ sinh nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề y tế và cái thân thể con người của mình không vậy bác sĩ? Thật sự thì khi chúng ta cạo gió là chúng ta kích thích những cái huyệt đạo của trong người chúng ta để cho cái tuần hoàn, cái circulation nó tốt hơn và có thể giúp cho chúng ta hồi phục lại một cách nhanh chóng hơn. Tuy nhiên những cái dụng cụ mà chúng ta sử dụng đó thì thường thường nó không có được bén. Đồng tiền thì có những cái cạnh, đồng cái cạnh của đồng tiền nó bén thì nó có thể làm trầy da và có thể làm nhiễm trùng da. Thì thường thường là nếu mà cạo thì phải coi thường thường cái đồng tiền nào mà người ta để cạo gió, thường thường người ta để riêng cái đó chỗ một chỗ thôi, người ta không phải lấy đồng nào cũng được. Đó là theo kinh nghiệm của tôi đó. Tại các chợ Việt Nam thì chúng ta thấy là có bán những cái dụng cụ để mà cạo gió, thì những dụng cụ đó tương đối là nó không có bén, cạnh nó tròn để nó theo. Cái cạo gió nó có những cái trường hợp mà chúng ta thấy là trong người chúng ta không nóng, không phải rung, không có gì hết trơn, nhưng mà thấy giả dự hoài, thì có nhiều khi cái người mà cạo gió hay đó, người ta cạo trúng những cái điểm huyệt, những cái meridian points đó, thì nó sẽ stimulation và sau đó chúng ta sẽ thấy sảng khoái hơn. Và chúng ta biết là ở xương sống là cái nơi tập trung có nhiều huyệt đạo đó. Thì hai bên cạnh sườn đó, thì theo bên Tây y đó, từ dưới cạnh sườn đó, dưới cái xương sườn đó là có thần kinh, nó có mạch máu, có động mạch, tĩnh mạch chạy giao dọc theo đó. Cho nên khi mà cạo gió, chúng ta thấy thường thường người ta cạo dọc theo hai bên xương sống đó, có nghĩa là kích thích cái đường mà thần kinh mà ở từ xương sống đi ra xương sườn nữa. Thì cái đó cũng là một cái hình thức để mà kích thích cho cái tuần hoàn chúng ta nó tốt hơn. Tôi không có quảng cáo, nhưng mà thực sự tôi không có chống đối những cái của bên Đông y, tại vì bên Đông y thực sự nó có cách là nó không có phổ thông hóa, và nó không, cái hệ thống về khoa học hóa nó không có rõ ràng như bên Tây y. Chứ mà nó cũng có những cái bệnh mà thực sự chúng ta thấy, thí dụ như giờ viêm ruột thừa hay là viêm túi mật thì chúng ta phải giải quyết bằng Tây y. Thế nhưng có bệnh, những bệnh kinh niên mà Tây y cũng phải uống thuốc hoài mới cũng chưa không có hết. Và dĩ nhiên là Đông y thì cũng có giúp một phần ở trong cái vấn đề mà bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nhưng đến bây giờ thì chắc là bắt buộc bác sĩ phải trở lại với Tây y. Thưa bác sĩ, có thể nói mùa này là một trong những cái mùa mà người ta nói đến chích ngừa nhiều nhất thưa bác sĩ. Việc trước tiên xin hỏi bác sĩ là tại sao phải chích ngừa? Những cái căn bệnh nào là cần phải chích ngừa thưa bác sĩ? Thật sự thì chích ngừa còn trong vòng một tháng nữa là quý vị sẽ chích ngừa, tại vì các loại thuốc cúm đó là thuốc cúm đã về đã
bắt đầu người ta mùa cúm đó, người ta đã cho gửi về các văn phòng của bác sĩ rồi. Wow. Nhưng mà thường thường thì tới mùa cúm thì chúng ta phải chích ngừa cúm, đó là thông thường nhất là ở tại Hoa Kỳ này. Khi mùa đông chúng ta dễ bị bệnh, nhất là cúm rồi nó gây qua sinh phổi nguy hiểm. Và cái thứ hai mà quý vị phải chích ngừa đó là vấn đề sinh phổi, nhất là những cái người mà có bệnh kinh niên như là suyễn hay là bệnh ung thư hay là bất cứ một cái bệnh gì mà kinh niên đó, thì thường thường bây giờ các tổ hợp y tế người ta cho chích ngừa sinh phổi. Và cái bệnh thứ ba mà chúng ta thường nghe nói là dời léo đó. Những người hồi xưa đó, đó bác sĩ. Trên 65 tuổi thì mới được chích ngừa cái bệnh đó, nhưng bây giờ trên 50 50 tuổi là đã cho chích ngừa rồi. Dĩ nhiên chúng ta phải hỏi bác sĩ có chơi cái mũi dời léo thì thường thường chích có một lần thôi. Bệnh cúm thì chúng ta phải chích hàng năm. Còn những bệnh sưng phổi thì nó bây giờ, hồi xưa thì 5 năm chúng ta phải chích một lần, bây giờ thì cái vụ đó thì khác, là chích viêm phổi bây giờ nó chích hai loại, một loại là số 23, loại số 13 đó, thì hai cái loại nó chích cách nhau một năm thì chúng ta có thể ngừa được sưng phổi. Mà chúng ta không phải cứ 5 năm mới chích lại. Thế thưa bác sĩ, khi bác sĩ chích ngừa như vậy thì chúng ta có thể đưa vào một cái theo như người ta nói là cấy một cái con vi trùng gì trong cơ thể của mình, cái điều đó nó có ảnh hưởng sức hại đến sức khỏe của mình nếu mình không có bị bệnh cúm không thưa bác sĩ? Thường thường có nhiều người nói là tôi không có giờ bị cúm mà miếng chích ngừa vô cái tôi bị bệnh nặng hơn là đại khái vậy. Thì thường thường cái trường hợp đó là tôi gần như là người ta, hoặc là người ta có cảm giác như vậy. Nhưng mà thường thường khi mà chúng ta chích ngừa có nghĩa là chúng ta dùng một cái có thể là cái xác chết của cái vi trùng, rồi chúng ta làm lấy cái đó để mà kích thích cho hệ thống miễn nhiễm trong người chúng ta để có cái kháng thể chống lại bệnh, hoặc là người ta làm giảm cái độ mà độ mạnh của vi trùng hay là siêu vi trùng để nó không gây bệnh được, nhưng mà nó vô nó kích thích cái hệ thống miễn nhiễm chúng ta để mà chống lại bệnh. Thì thường thường chúng ta chích, thí dụ mùa cúm thì chúng ta chích khoảng sau 2 tuần là trở đi thì cơ thể chúng ta có những cái kháng thể để chống lại bệnh, để bảo vệ cho chúng ta không bị bệnh. Có khi chúng ta vẫn bị bệnh nhưng mà nhẹ và không có đến nỗi mà phải có nhiều cái cúm rất là người bệnh rất là quay như rất là giả dụi, mà người gần như là kiệt sức, và có nhiều người bị cúm nặng quá mà chúng ta nghe tới mùa đông thường thường có nhiều người, nhất là người lớn tuổi cúm nặng quá chịu không nổi nên nó qua phổi thì thì dễ chết. Nhưng mà bác sĩ, mỗi lần mà chích ngừa, em chích ngừa mỗi lần mà chích ngừa vô là cái người đầu tiên, cái ngày đầu tiên bị sốt các bạn, tức là cái phản ứng có thể là chúng ta đã đưa một cái cơ thể vào cơ thể chúng ta một cái lạ đó thì cái cơ thể cô nó phản ứng lại cái, chứ không phải là chúng ta bệnh đâu. Thế thưa bác sĩ, thông thường thì hàng năm cộng đồng người Việt chúng ta tại quận Cam họ có tham gia cái chương trình chích ngừa nhiều không thưa bác sĩ? Càng ngày càng bây giờ thấy càng theo cái sự tiến triển và sự hiểu biết của tất cả các bà con ở đây thì chúng ta người ta chích ngừa nhiều hơn ở các cái health fair, tức là những cái đại hội y tế của cộng đồng đó, của anh giám sát viên Andrew Đỗ hay là của Nguyễn thì rất đông, kể cả những cái health fair khác của hội y sĩ miền Nam Cali thì rất đông người tham gia. Hôm nay sẵn tiện bác sĩ có mặt trong chương trình của chúng tôi thì chúng tôi muốn có một câu hỏi rất ngắn thưa bác sĩ. Thế bác sĩ thấy rằng trong tương lai những người bệnh nhân thăm bác sĩ, viếng bác sĩ, họ có lo ngại gì vấn đề mà cái Obamacare cũng giống như là vấn đề Medicare, họ cứ nói là sẽ cắt giảm, có cái nỗi lo sợ của họ có khó bày tỏ ra với bác sĩ không thưa bác sĩ? Có nhiều người có tỏ ra có vẻ lo lắng về đó, nhưng mà thực sự thì còn tới đâu thì chúng ta lại sống ở cái đất nước Hoa Kỳ thì chúng ta phải theo cái những cái ảnh hưởng chung của đất nước này. Vâng, kính thưa quý vị, đó là bác sĩ Trương Minh Như. Một lần nữa chúng tôi cũng nhắc lại quý vị rằng mặc dù cái đạo luật Obamacare đã được hủy bỏ tại Hạ viện nhưng nó đã được không thành hình tại Thượng viện. Bởi thế tất cả những người nào đang còn ở trong cái vấn đề Obamacare cũng giống như Medical thì quý vị đừng có lo ngại và lo nghĩ gì xa xôi. Có thể nói đến bây giờ thì quý vị vẫn an toàn và gia đình của quý vị vẫn là những thành viên được bảo hiểm sức khỏe và dưới những cái chương trình mà quý vị đang có vẫn tiếp tục. Quý vị đừng có lo ngại.
mại gì nhiều. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác sĩ. Và trước khi chia tay thì chúng tôi cho phép nói chuyện với bạn đồng nghiệp của chúng tôi. Cảm ơn Như Huyền, trong thời gian qua kể từ khi tôi đi nghỉ vacation cho đến bây giờ anh Hoàng Trọng Thủy đi, Như Huyền với cái công việc hàng ngày đã đến đây với chúng tôi sáng nào cũng rất sớm. Cảm ơn sự tận tình giúp đỡ của My Như Huyền. Thank you anh Trọng với là Tuấn rất là nhiều cho chị dạy em trong cái việc này. Vâng, cảm ơn quý vị và quý vị bình giữ 57.7 để cùng với Thảo Yên và anh Tuấn qua thời sự thế giới. Chúc quý vị và toàn gia đình quý vị có những ngày vui cuối tuần thật tuyệt vời. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ hai. Xin quý chị, quý vị có một cuối tuần thật vui vẻ. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào.